Select OK.
អញ្ចឹងវាបានរូបភាពមករូបភាពស្ទឡាយគឺអឺ worldwide ណាអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ download នៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងត្រូវ zoom ទៅរកប្រទេសយើងអូខេអញ្ចឹងយើង zoom បានដល់ប្រទេសយើងហើយបន្ទាប់មកការងារបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើអា add coordinate នេះខ្ញុំ skip វាសិនប៉ុន្តែការងារដែលយើងត្រូវធ្វើគឺអីគេ set projection អូខេ set projection នៅក្នុងកម្មវិធី global mapper អូខេយើងចូលកន្លែងនេះណាយើងចូល configure អូខេបន្ទាប់មកយើងចូលនៅក្នុង projection នេះខាងក្រោមនេះរាប់ពីក្រោមទៅលើទី2អូខេបន្ទាប់មកយើងមើលណាខាងលើនេះ projection យើងយកខ្នាត UTM ណា UTM អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំណា UTM ប្រសិនបើយើង download នឹងរូបភាពនឹងយកទៅប្រើនៅក្នុង projection UTM អូខេខ្នាតជា UTM បន្ទាប់មកនៅកន្លែង zone នេះគឺយើងត្រូវរើស zone ទី 48N Northern ណា 48 Northern ចន្លោះ102និង108ណា admin យក you southern ណា you northern អ្នកនេះ you northern បន្ទាប់មកកន្លែងដាក់ទុំនេះគឺយើងយក WGS84 ត្រឹមត្រូវហើយហើយខ្នាត unit នេះយើងយកជា matter ត្រូវហើយចឹងយើង ok យើង right click layer export ok ចឹងខ្នាតវា sorry ផែនទីនឹងយកវាជា jpeg ចុះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នា family នឹង file jpeg ហើយឬក៏អាចយកជា text file ក៏បានប៉ុន្តែយកជា jpeg យកជា jpeg ចុះនៅក្នុងវីដេអូនេះអូខេចឹង select ok មក select ok ទៀតបន្ទាប់មកនៅកន្លែង general នេះយើងត្រូវមើលពីចំណុចទី1តើទាញវាឲ្យកប់អូខេត្រូវមើលកន្លែង world កន្លែង metadata file format ជាទូទៅ default របស់វាគឺ text ឲ្យ2ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងដូរ file ដូរប្រភេទ extension file ជា jpeg ទៅជា gotif ឬក៏ទៅជា ecwa ប្រហែលជាកន្លែងនឹងវាដូរអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងត្រូវមក text លើប្រអប់ទាំង2ហ្នឹងគឺ world file ហើយនិង project file សម្រាប់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពេលដែលយើង download ទៅរូបភាពរបស់យើងដែល download បាននឹងវាស្គាល់ទីតាំងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងចំពោះ tile យើងអាចបាច់មើលទេ default វាអញ្ចឹងហើយនៅកន្លែង export bound អូខេនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺយើង download តាមរបៀបនៃការ Dropbox ប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺយើងអត់ Dropbox ទេយើងប្រើ coordinate យើង customize coordinate តែត្រូវវាយ coordinate ចូល coordinate ចំណុចដែលយើងត្រូវ download ណាអញ្ចឹង coordinate គឺយើងបានមកពីនេះណាបានពីដែលខ្ញុំខំគូ box ហ្នឹងចែកវាជា2 section ហ្នឹងគឺចង់យក coordinate វាមកអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបានកូអនេយើងជួយ identify បន្ទាប់មក identify ទៅលើជ្រុងនេះយើងនឹងបានកូអនេចំពោះប្រភេទកូអនេនេះຂະຫນາດវាជាប្រភេទ projection វាជាអីយើងយកនេះណាຂະຫນາດវាជា mat ជា globe mat យើងយក UTM បន្ទាប់មកចំណុចនេះយើង copy លេខយើង copy តាមដាក់ដែរមក P4 នេះអត់យកទេណា48 p នេះអត់យកទេអូខេយើង copy វាទាំងអស់មកក៏បានយើង copy វាទាំងអស់មកអូខេយើង copy ទាំងអស់បន្តមក pass វាចូលក្នុងហ្នឹងកលំទី1គឺដាក់ក្បាល12ណាអូខេផ្នែកខាងលើនៃខាងឆ្វេងខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងអូខេនេះផ្នែកខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងណាអូខេបន្តមកទៀតអូនេះបាត់លេខ1ងាយលេខ1មកអូខេបន្តមកទៀតយើង copy ផ្នែកខាងក្រោម
Okay. Copy về tổng off máu. Cùng của bạn chưa tràn đó. Thì pass về máu. Chẳng những copy lên đập bí một thằng này. Okay. Chẳng việc bàn bọc ấy. Càng lứ, này càng chuyến. Càng crom, này càng sẽ làm. Khi đã ta có on nên bằng nghề. Okay. Chẳng những chơi okay máu. Cho con tutorial bay. Got image folder imagery. Okay. I'm save it to con nong. I'm save it. Section 1. Okay. That section 1. Okay. That section 1. Data imagery. Section 1 á. Chết ok máu. Chẳng vì chạp đàm download á. Ok. Và thầy tiếp về đường 20C ở dường. Ok. Chẳng vì cái lại này cứ dường admin panh hạ ở thế dường dường yes máu. Và tỏa máu với chân tiền bạc này. Chẳng phía rồi này cả download cứ vì chạp đàm download hay. Ok. Chẳng việc đa đoàn rồi phía rồi nè, phía rồi lại nè. Đa đoàn phía rồi phía rồi mình này thả cả download group phía bỏ chứng cứ từ tụi bạn chụp chạy. Ok. Và tỏ một tiết dừng chạp đám nơi download nó section number 2. Ok. Ok, dừng download chọp hết chân dừng từ mưa lại phòng bỏ chứng nó section 1. Dừng tutorial number 3, section 1. Ok. Chạy ok mà. Chẳng rụp phim những download bàn hay nữa. Rụp phim mà chẳng chẳng. Ok. Chẳng bật tỏ một tiết. Càng nghe bật tỏ một tiết. Chẳng thử cả download từ lớp sân number 2 nữa. Chẳng dừng khu phim màu nữa. Dừng khu phim màu. Dừng đòn. Về download nhưng đòn ở việc cùng nề vào má nữa nè. Vào má anh phía rồi. Overlay lực nề màn phía rồi. Thảo là overlay bản năng chẳng. Ok. Chẳng nhìn vô hello. Tọa mở đầm bay bàn của anh ấy. Identify đầm bay vô của anh. Identify hai cái lái nhẹ. Vì chân màu chẳng. Phần tái dừng vô của anh ấy cái dư thị âm đó. Ok, dừng vô dư thị âm. Dừng copy về máu. Đặt nó khăn đi. Ok. Đặt nó khăn nó ngắn này. Chẳng khăn này. Cứ ba đọc bì. Đọc bì. Ok, và tọa mở dư. Vô bụt thông rài. Identify lượt thom rãi, copy của RNA nâng màu. Anh ấy viên nghi sử dụng đời xa dừng vô của RNA, dừng pra của RNA, dừng pra drop box. Ok, dừng tham vi chua máu. Ok, dừng chân dừng 3 nè. Chân càng nghiệp tọa một tiết, dừng thể ảnh tiết, dừng chọn ok, tại mà đó. Bật tọa máu sale rụt luôn đã thao section number 2. Ok. Chẳng cam vị trí software vi chạp đàm thư ca download rồi. Thư ca export, ok. Chẳng vị chân mình sẽ mùa nâng dừng cho yes máu. Phía rồi. Chẳng phía rồi vi cập bông thư ca download nè. Thư ca download. Ok, chẳng dừng chạm vị tổng ác này. Phía vị download 30 phía rồi. Cứ miền này thư vi success rồi. Chẳng vị download vị đá bàn cao sập trăm bay phía rồi ấy. Chẳng chọp ấy. Chẳng nhìn tạm đàn ở khí này. Vì chọp trong lưng ad show lúc nóng ạc chìa. Tờ vì chẳng tờ gì dạng bạch. Ok. Ok, download chọp hãy chẳng nhìn chô lúc càng lưng cam thi ạc chìa. Tờ ạc chìa. Tọp mau dương tờ ad data nâng. Ad image nâng. Ok, lúc nóng mắng. The section number 2. Ok. Chuyện ok mà. Ok, chẳng. Chẳng rụp hiệp nít ba này. Bạn đã vị trí bị tiền. Ok. Chẳng bật tham lên lý tích. Nhẹ tăng học nha khơi. Nhưng bê đã ai rụp hiệp nâng. Vì xua thả anno. Anno có RNA reference này. Ok. Chẳng đồng bay cầm ai rụp hiệp nâng. Ad màu chẳng nhạc nạn chẳng. Lúc nhạc thờ chô được nông ạ catalog. Ok. Chúng bật cảm thị ạc chị anh sân. Chúng bật rụp hiệp này sân á. Ok, chúng remove với cháu. Chúng
ចូលក្នុងកម្មវិធីអាកាតឡុកបើកម្មវិធីអាកាតឡុកនោះណានេះកម្មវិធីអាកាតឡុកបើកវាមកអញ្ចឹងយើងមានន័យថារូបភាពហ្នឹងគឺវាអត់តន់ស្គាល់ប្រជិតសិនអូខេវាអត់តន់ស្គាល់គាត់អរណេរីហ្វ្រិនរបស់វាណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការបើកកម្មវិធីអាកាតឡុកដើម្បីតែអាចរីហ្វ្រិនរបស់វាអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីអាកាតឡុកចេញមកអញ្ចឹងយើងប្រើ folder make ចូលក្នុង folder make យើងមាននេះអញ្ចឹងយើងរៃក្លិកប្រាប់ទីយើងស្ក្រូលទៅរូបភាពថាតែអីគេនេះស្ប៉ាសសរីហ្វ្រិនមានន័យថារូបភាពហ្នឹងវាអត់តន់ស្គាល់ស្ប៉ាសសរីហ្វ្រិនទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសិលិចពី ដោយសារកុំព្យូទ័រខ្ញុំចូលក្នុងក្នុង បន្ទាប់មកអាទី2ចូលលុយគ្នាដែរ section ទី2ចូលលុយគ្នាដែរអូខេចូល Okay, chẳng vì ạch chanh mì xe ấy tiết tế vì bố rụp hiệp nâng vì skoal refren bao vía hay Okay, chẳng rụp biếp này ca download rụp hiệp tam rồi chạy software global bần ta dựng download rụp hiệp đòi ad nơi chùm nói có ở đó nế Okay, chẳng dựng chụp nên nó video cry tiết đã video cry nhau nâng một riêng vì rụp biếp này ca cái hào tham mời cho rụp hiệp đang chốt ní và tọa bị mời rụp hiệp chốt ní dương đừng riêng mùi tiết vì rụp biệp này ca cắt rụp hiệp đang ok rụp hiệp này vì chỉ rụp hiệp màu bịp đang chẳng bằng tay dương chọn mời rụp hiệp đang chốt ní tại mà đang là nâng tìm mùi thì bị dương chọn cắt rụp hiệp đang trâm promotor ok ạc ai về khơi tờ khung xe nhỉ ហើយវាឃើញដែរដល់ថាឃើញឃើញអាប់សិតពីខុំនឹង 100 ម៉ែត្រអីចឹងណាអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ